Đúng như dự đoán, huấn luyện viên Trussier đã cho gọi rất nhiều nhân tố mới, những người đã gây ấn tượng trong suốt giai đoạn 2 của V-League. Đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của họ, đi kèm với những sự kỳ vọng liệu họ có thể chớp lấy thời cơ này và tiếp tục ghi điểm hay không. Bên cạnh những sự xuất hiện của các nhân tố mới, bản danh sách được huấn luyện viên Trussier đưa ra khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ vì sự vắng mặt của nhiều cầu thủ. Thậm chí họ còn không gặp chấn thương và còn đang có phong độ cao trong màu áo câu lạc bộ, khiến tất cả phải đi tìm câu hỏi tại sao những người này không được gọi lên tập trung. Một trong những trường hợp vắng mặt đáng tiếc nhất thuộc về thủ thành Trần Nguyên Mạnh, thủ thành của câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định, vừa lọt vào top 3 đề cử cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2023 và lọt vào đội hình xuất sắc nhất giải đấu. Tuy nhiên, trong những thủ môn được huấn luyện viên Trussier triệu tập lên tuyển, cái tên Nguyên Mạnh đã không xuất hiện. Trong danh sách triệu tập này, huấn luyện viên Trussier đang có 3 thủ môn gồm Đặng Văn Lâm, Đinh Triệu của Hải Phòng FC và Văn Phong của Viettel FC. Đinh Triệu và Văn Phong đều có một mùa giải ổn định cùng các đội bóng chủ quản, trong khi Văn Lâm từ lâu đã luôn là thủ thành số 1 của đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Nguyên Mạnh lại không góp mặt trong đợt tập trung này. Ở mùa giải vừa qua, phong độ xuất sắc của thủ môn gốc Nghệ An đã giúp cho Thép Xanh Nam Định giành chiến thắng ở những cuộc đối đầu rất quan trọng. Như ở cuộc đấu với Đông Á Thanh Hóa, Nguyên Mạnh đã thể hiện tất cả những gì tốt nhất, những thứ tạo nên phẩm chất của anh. Thậm chí sau trận đấu này, huấn luyện viên Popov còn phải dành những lời khen cho Nguyên Mạnh. Ông cho rằng thủ môn này nằm trong top 3 người gác đền hay nhất Việt Nam thời điểm hiện tại. Nguyên Mạnh chính là lý do khiến Đông Á Thanh Hóa của ông chịu thất bại ngày hôm đó. Không chỉ có trận đấu đó, Nguyên Mạnh chơi rất hay trong giai đoạn 2 khi anh bình phục chấn thương. Cần biết rằng hàng thủ của Thép Xanh Nam Định chỉ để lọt lưới 19 bàn sau 20 trận. Chỉ có Hà Nội FC là đội bóng có thành tích tốt hơn trong nhóm A. Những gì Thép Xanh Nam Định có được dựa rất nhiều vào sự chắc chắn do Nguyên Mạnh tạo nên. Phong độ là một chuyện, Nguyên Mạnh còn rất phù hợp với triết lý mà huấn luyện viên Trussier đang xây dựng. Thủ thành này có khả năng chơi chân rất tốt, thích hợp với phong cách phát triển bóng từ tuyến dưới của đội tuyển Việt Nam. Bất chấp những điều đó, Nguyên Mạnh vẫn không có tên trong danh sách này. Đây là đợt triệu tập thứ hai liên tiếp, thủ môn sinh năm 91 không thể có mặt bởi ở lần tập trung tháng 6, Nguyên Mạnh đã phải rút lui do gặp chấn thương. Không rõ lý do vì sao huấn luyện viên Trussier lại không gọi thủ môn xuất sắc nhất V-League mùa giải vừa qua. Có lẽ anh sẽ phải chờ đợi cơ hội ở các đợt tập trung khác như FIFA Day tháng 10 hoặc tháng 11, thì hy vọng rằng thời điểm đó Nguyên Mạnh vẫn sẽ giữ được sự tập trung và phong độ cao đủ để thuyết phục huấn luyện viên Trussier. Nguyên Mạnh không phải trường hợp duy nhất thuộc về danh sách đội hình tiêu biểu của V-League nhưng lại vắng mặt ở đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam. Đó là Vũ Văn Thanh, cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Công an Hà Nội. Sau khi mùa giải này kết thúc, chúng ta không rõ sẽ gọi Văn Thanh với danh xưng gì, vì giờ hậu vệ có lẽ không còn phù hợp với anh nữa rồi. Nhưng ở mùa giải vừa qua, Văn Thanh là một trong những cái tên chơi nổi bật nhất trong màu áo đội bóng ngành công an. Xét về mặt thống kê, cựu cầu thủ Hoàng Gia Lai đã có 3 bàn thắng và 4 đường kiến tạo tính riêng tại V-League. Văn Thanh là chân truyền số 1 của câu lạc bộ Công an Hà Nội và luôn nằm trong top những cầu thủ thi đấu nhiều nhất ở mùa giải vừa rồi. Chính Văn Thanh có những pha lập công rất quan trọng để giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội có được chiến thắng trước Thành phố Hồ Chí Minh ở giai đoạn 1. Ngoài ra không thể không kể đến quả đá phạt góc giúp Hoàng Văn Toàn đánh đầu tung lưới Đông Á Thanh Hóa đem về 3 điểm quý như vàng cho đội bóng thủ đô. Nhờ có chiến thắng đó, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã thu hẹp khoảng cách với Đông Á Thanh Hóa xuống còn 1 điểm và sau đó chiếm ngôi đầu trước khi giai đoạn 1 khép lại. Những đóng góp của Văn Thanh với Tân Vương V-League 2023 còn nhiều hơn ở mặt con số. Anh là một phiên bản hoàn toàn khác so với thời còn khoác áo Hoàng Gia Lai, cơ động hơn, trực diện hơn và hiệu quả hơn. Văn Thanh được bố trí chơi với vai trò là tiền vệ cánh phải, tiền vệ trung tâm và thậm chí là tiền đạo. Chính sự đổi mới này giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội cân bằng hơn trong cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự. Và thời điểm đó, nhiều chuyên gia bóng đá trong nước đã cho rằng câu lạc bộ Công an Hà Nội giải được bài toán mà huấn luyện viên Park Hang-seo từng bó tay, làm thế nào để kết hợp giữa Văn Thanh và Hồ Tấn Tài. Tuy nhiên, huấn luyện viên Trussier lại không coi đó là phương án kết hợp hiệu quả giữa hai cầu thủ này. Ở đợt giao hữu hồi tháng 6 vừa qua, ông sử dụng luân phiên Tấn Tài và Văn Thanh cho hai trận đấu khác nhau. Ít nhất thì Văn Thanh cũng đã gây ấn tượng với huấn luyện viên người Pháp nhờ khả năng hoạt động không biết mệt mỏi bên cánh phải trước khi được rút ra nghỉ. Tuy nhiên, anh đã không còn cơ hội tạo thêm ấn tượng ở đợt giao hữu tháng 9 này. Được biết Văn Thanh không hề gặp chấn thương hay vắng mặt vì một lý do cá nhân nào đó. Có lẽ huấn luyện viên người Pháp đang cố gắng tìm ra những triết lý mới mà không cần đến sự phục vụ của cầu thủ mang áo số 17. Đó là một điều đáng tiếc với cá nhân Văn Thanh và với những người đã theo dõi đội tuyển Việt Nam từ lâu. Chúng ta sẽ đến với một trường hợp khác, một cầu thủ có tên trong danh sách đội hình tiêu biểu nhưng lại không được có mặt ở đội tuyển quốc gia. Cũng giống như Nguyên Mạnh, tiền vệ Hải Huy nằm trong top 3 đề cử cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2023 nhờ những đóng góp rất to lớn cho màu áo câu lạc bộ Hải Phòng mùa giải vừa rồi.
Hải Huy là một trong số ít những cầu thủ thi đấu trọn vẹn 20 trận trong màu áo đội bóng thành phố Cảng ở V-League vừa qua. Anh dẫn đầu danh sách kiến tạo ở đội bóng này với 6 đường truyền thành bàn cũng như đóng góp 4 bàn thắng ở V-League. Màn trình diễn của cầu thủ sinh năm 1991 được giới chuyên môn đánh giá rất cao và nhiều người cho rằng anh là tiền vệ tấn công hay nhất của V-League mùa giải vừa rồi. Dù vậy, Hải Huy thường không có duyên trong màu áo đội tuyển quốc gia từ thời huấn luyện viên Park Hang-seo và giờ là triều đại của ông Trussier. Thực ra đây là quyết định có phần dễ hiểu của huấn luyện viên Trussier vì trong sơ đồ 3-5-2 hoặc 3-4-3, Hải Huy thường khó có thể cạnh tranh suất đá chính với Hoàng Đức hay những cái tên khác. Bên cạnh đó, ông Trussier muốn một mẫu cầu thủ có thể hoạt động năng nổ hơn, bền bỉ hơn nên ở hàng tiền vệ bạn sẽ thấy rất nhiều những cái tên có nền tảng thể lực sung mãn cùng khả năng kéo bóng lên tuyến trên. Tiếc cho Hải Huy và anh sẽ phải chờ đợi trong những đợt tập trung tiếp theo. Cái tên cuối cùng vắng mặt cũng khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối, đó là trường hợp của trung vệ Nguyễn Thành Trung. Trong những năm gần đây, Thành Trung luôn là lựa chọn không thể thiếu trong những đợt tập trung đội tuyển quốc gia của huấn luyện viên Park Hang-seo. Cầu thủ này có thể chơi đa năng từ trung vệ lệch trái, trung vệ lệch phải hay cả ở vị trí trung tâm. Thể hình lý tưởng cùng kỹ năng phòng ngự ở mức ổn khiến nhiều cổ động viên nghĩ rằng Thành Trung sẽ là tương lai của hàng hậu vệ đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, nhận định đó dần thay đổi khi huấn luyện viên Trussier lên nắm quyền. Với triết lý triển khai bóng từ tuyến dưới, vị trí nước ra người Pháp ưa thích những mẫu cầu thủ khả năng chuyền bóng và chuyển đổi trạng thái tốt. Giống như những cuộc đối đầu với Syria và Hồng Kông Trung Quốc hồi tháng 6 vừa qua, Thanh Bình và Phan Tuấn Tài mới là những người được lựa chọn. Thành Trung dù có tên trong danh sách triệu tập nhưng không được góp mặt ở cả hai trận đấu này. Trở về từ đợt tập trung đó, trung vệ gốc Tuyền Quang cũng không có được phong độ cao trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội. Trong khi đó, những trung vệ góp mặt trong danh sách đều có màn thể hiện tốt hơn so với những gì Thành Trung đã tạo ra ở V-League 2023. Không khó hiểu vì sao huấn luyện viên Trussier không sử dụng hậu vệ sinh năm 97 cho chiến dịch sắp tới. Ngoài những cầu thủ kể trên, đợt tập trung lần này còn thiếu vắng đi những Hồng Duy, Hà Đức Chinh. Dù vậy, huấn luyện viên Trussier đã bày tỏ rất rõ quan điểm ở đội tuyển Việt Nam. Không có ai là không thể thay thế, vậy nên những cầu thủ này có thể vắng mặt ở trận đấu gặp Palestine sắp tới. Nhưng không có nghĩa họ không còn nằm trong kế hoạch của đội tuyển Việt Nam. Có thể trong đợt tập trung tháng 10, nếu họ vẫn tiếp tục giữ vững phong độ hoặc có sự cải thiện đáng kể, cánh cửa đội tuyển quốc gia vẫn luôn mở rộng với những cái tên này.